Xin chào đại gia đình Tornado, mình là Hisagi Tornado. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề tạo tài khoản liên minh huyền thoại trên máy chủ PPE. Vào ngày 21 tháng 6 năm 2024, Reo đã ra mắt trang web chính thức cho máy chủ PPE được hoàn thiện như trong video mình đang đề cập. Nhưng vấn đề là tại hai vùng IP khó có thể truy cập vào khu vực mạng PPE, đó là Việt Nam và Philippines. Tức là bạn phải có lý lịch ở những quốc gia Hoa Kỳ hoặc là châu Âu để được cấp phép này. Như trong thư cũng đề cập, Reos tạm cho phép sử dụng VPN để vào khu vực mạng PPE, nhưng đòi hỏi bạn phải tạo hồ sơ ở cùng quốc gia đó. Vậy thì có hai cách hiện tại để có thể tạo tài khoản được PPE, đó là nhờ người thân ở quốc gia đó, Hoa Kỳ hoặc là châu Âu. Hai là dùng phần mềm thứ ba, VPN. Trước khi sử dụng, mình lưu ý cho anh em vì sao phải cẩn trọng khi sử dụng VPN. Dù là miễn phí hay là trả phí, chúng đều có khả năng đánh cắp dữ liệu của thiết bị. Nên khi sử dụng VPN thì không nên sử dụng các thiết bị đang có chứa những thông tin cá nhân như mật khẩu, tài chính, ngân hàng hoặc là hình ảnh của mình. Vì đây cũng là thuộc chính sách của Riot Games nên mình hướng dẫn các anh em tạo tài khoản PPE bằng lối VPN qua lời nói. Toàn bộ quá trình mà các bạn tạo hồ sơ đều phải sử dụng VPN. Thứ nhất là tạo email. Thì hiện tại có 5 địa chỉ email mà Riot chấp nhận là Gmail, Facebook, Apple, PlayStation và Xbox. Sau khi tạo xong thì anh em vào đường dẫn phía dưới mô tả video, đăng ký bằng email đã tạo và xác minh lại email. Truy cập vào Riot Games và trả lời một số câu hỏi cá nhân cơ bản trước khi bắt đầu vào liên minh huyền thoại. Ở trong giai đoạn tới, để mức độ phù hợp của Việt Nam có được cấp phép vào trong khu vực PPE hay không? Và đây là một số thông tin cần thiết đến với những anh em. Hẹn gặp anh em trong các video tiếp theo.